năm mới an khang bình an bên nhau. Ta ngồi xuống. Chúc quý vị năm mới an lạc quý vị ơi. Chúng ta cùng cười lên các ơi. Cười thêm cái nữa coi.
thêm lần nữa đi. Không, bước vô cái cười lên cái là nó tan biến tất cả cái nóng nực khó chịu hết nè. Là Tết cười ha ha mà, thì cả năm ha ha chứ đừng có hu hu nha. Nhớ nên quý vị nhớ là chùa mình ăn Tết đúng là gọi là Tết sum vầy, tập trung về rất là đông. Quý vị biết rằng là trong cái mùa Tết này cũng rất nhiều người vui mà cũng nhiều người buồn lắm. Những người làm ăn được có tiền thì ăn Tết đầy đủ thì vui, rồi về thăm được gia đình quê hương thì cũng vui. Nhưng mà có bao nhiêu người năm nay Tết không có tiền về quê ăn Tết, cũng sẽ ngồi một cái góc nào đó cũng buồn lắm quý vị à. Thật sự cũng rất là buồn. Nên á, Tết nó có cái vui mà cũng có cái buồn. Nhưng mà cái đặc biệt á, quý vị vô chùa ăn Tết thì đa phần là nó vui nhiều. Rồi quý vị thấy cái tiệc vui nào thì giờ nó cũng sắp qua. Mới mấy bữa trước đây chuẩn bị Tết, bữa nay Tết nó cũng phai phai. Thấy không? Như ngoài đời á, người ta là bữa nay là người ta chiều nay sắp xong rồi. Nó có những người người ta chuẩn bị buôn bán này kia. Nhưng mà chùa mình á, thì ngày nào cũng ngày Tết. Khi ngày nào cũng là ngày Tết á, thì tự nhiên tới cái ngày Tết đó quý vị, tự nhiên cái cảm giác cái mình á, nó càng tăng thêm cái hương vị Tết. Nhưng mà nhiều người người ta buồn nhiều quá, bây giờ tới ngày Tết nó cũng không cảm giác của hương vị mùa xuân. Thật sự mà nói cái mùa xuân đặc biệt nhất đó là mỗi ngày có nụ cười. Đây là mùa xuân đặc biệt nhất. Nên có nhiều người ví dụ như Tết này người ta cũng không có về thăm cha mẹ được. Ngoài đời á cũng buồn lắm á. Nếu như họ ở một cái chỗ nào đó mà họ có thể hướng đến cha mẹ họ bằng một cái tâm niệm thiện đi, thì tức khắc nó cũng được lợi ích. Bởi vì mình nói, mình mà nghe được Phật pháp mừng lắm quý vị ơi. Tại vì mình có rất nhiều cách, bất cứ nơi nào mình có nhiều cách lắm. Ví dụ như giờ mình biết Phật pháp, mình biết tu hành, mình biết niệm Phật, dù mình ở một cái nơi nào nó không về được thăm cha mẹ, mình cũng niệm Phật, mình hồi hướng cho cha mẹ mình. Hay không? Nhiều người ta không về được gia đình thì người ta lại buồn, người ta khóc. Mà buồn khóc nó có lợi ích gì đâu quý vị. Nó có lợi ích gì chứ. Tại vì cái sợi dây giao cảm giữa mình và cha mẹ và người thân nó liên kết. Nếu như mà chúng ta, người thân mình có nhiều người vui thì ảnh hưởng những người buồn họ cũng đỡ buồn. Nếu như mà một người mà buồn rồi nó ảnh hưởng cái niềm vui của người ta. Nên con người mình mà biết vui vẻ bằng một cái pháp lạc á, biết phát cái tâm thiện để mà vui á, thì như Đức nói cho quý vị nghe, quý vị đang quá giải bớt đi cái kiếp nạn cho nhân sinh ở quả địa cầu này. Bây giờ quý vị coi cả một ngôi chùa gì, cả Đại Tùng Lâm, Đạo Tràng Ba, ai ta bước vô chùa ta cũng cảm giác nó có một cái hương vị gì bình an. Và người ta đem bao nhiêu cái buồn phiền lo âu, người ta quỳ trước Phật Bồ Tát để gỡ gắm. Thật sự mà nói, nếu như một con người mà nó không có được cái sự tín ngưỡng quý vị, sự buồn khổ đó không biết chúng ta gỡ gắm vào đâu. Có nhiều người nói rằng tôn giáo là mê tín. Nhưng mà xin thưa quý vị, nó vẫn có một cái mặt tâm linh gì để cho người khác gỡ gắm. Nhưng nếu tiếp nhận Phật pháp mà tiếp nhận giáo dục thì nó không có mê tín chút nào. Thật sự mà nói, mỗi ngày mình quỳ mình đi gỡ gắm đó cũng là mê tín, nhưng mà còn hơn là không biết gỡ vào đâu. Có nhiều người dù người ta không tiếp nhận Phật pháp hay tôn giáo nào, người ta vô đạo,
Nhưng mà ta vẫn cầu chờ. Cầu chờ cũng là một cái, một cái mà gọi là đang hướng đến để mà, mà mình chút đi những cái lo âu đó quý vị. Cầu chờ, cầu ông bà, gỡ gắm cho ông bà, đó là một phương pháp gỡ gắm. Nhưng quý vị biết rằng chúng ta phải gỡ gắm đến một cái mặt tâm linh, một cái tư tưởng giáo dục để giải tỏa tâm tư mình, thì đó mới là sự gỡ gắm có trí tuệ. Đúng không? Nên mỗi một người chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Trước chúng ta mấy đời của gia đạo, gia đạo chúng ta như thế nào, thì sự gỡ gắm của chúng ta đến với họ, họ có gánh phụ chúng ta được không? Thật sự mà nói, cỡ như bản thân Nhẫn Đức học đạo chưa phải là giải thoát gì, nhưng mà đã là nhiều người ta đến đây để người ta gỡ gắm với Nhẫn Đức rồi, mà Nhẫn Đức cũng có thể chịu đựng được. Không chi Phật Bồ Tát quý vị có gỡ bao nhiêu nỗi buồn hay là bao nhiêu sự không vừa ý thì Ngài cũng không có vấn đề gì. Đúng không? Đó. Có một cô kia cô nhắn cái tin nhắn của nó rằng: con à, Tết hôm nay buồn lắm thầy, không có tiền đi lại chùa ăn Tết, không có tiền xe đi luôn thầy, chỉ nằm ở nhà nghe thầy giảng pháp thôi, mà cũng cười ké với mấy chị em đi vô chùa. Con cứ nghĩ rằng là sau này con lớn tuổi một chút, chắc là chùa mình là điểm cho con nương tựa. Nên bây giờ con còn một số việc ở ngoài cuộc đời, con phải cố gắng. Đã tạo ra thì phải cố gắng mà lo. Nhưng mà tương lai con cũng là có cái điểm nương tựa, vì con biết đến thầy, con biết đến chùa. Con thì lớn hơn thầy tới mười mấy tuổi, 20 tuổi. Nên từ nơi đó con có chỗ mà để gỡ gắm cuộc đời còn lại của mình. Nhẫn Đức nói cố gắng niệm Phật thì nó đến ngôi chùa niệm Phật nó phù hợp. Vì thấy nếu như một ngôi chùa mà có giảng pháp, một ngôi chùa mà mở rộng vòng tay ra để nuôi người ta, lo cho người ta để mà tu tập, phải nói rõ ra là nhiều người, người ta cũng có được chỗ gỡ gắm. Cái này rất là quan trọng quý vị. Thí dụ như chùa mình bao nhiêu bà cụ già như hồi chiều nè, Nhân Đức đi 4 điểm đạo tràng. Một là trước cổng chùa, hai là bảo tháp, ba là Đại Tùng Lâm, bốn là đạo tràng 3. Khoảng 3 giờ 20 Nhân Đức đi. Nãy Nhân Đức mới về đây, qua bển tập trung cái cụ thường trụ lại. Cũng như ở ngoài chùa mới á, thì thường trụ không à, bảo tháp thường trụ không à, Đại Tùng Lâm thì có cộng tu rất là đông, nên tập trung cái cụ thường trụ ngồi lại. Cộng tu thì lo sắp xếp phụ việc một chút. Đạo tràng 3 cũng gom cái cụ thường trụ lại, tặng cho mỗi cụ một chiếc máy nghe pháp. Mình dự định cái ngày mừng thọ mình tặng cái cụ người cái khăn với cái máy niệm Phật. Nhưng mà mình nghĩ cái cụ bên đó xa mình quá, nên những đức tặng chiếc máy nghe pháp mới, mà cái chiếc máy mà bây giờ mình tặng người khiếm thị, tặng cho mỗi cụ chiếc máy nghe pháp. Trong lòng mấy bà cảm thấy vui vì thầy nghĩ đến mình. Thật sự quý vị rằng là con người sống trong cuộc đời này ai cũng thích được sự quan tâm, nhưng chúng ta thường là vô tư quá, ít bao giờ quan tâm người khác. Nếu như bản thân mình mà muốn người ta quan tâm cho mình thì mình phải quan tâm cho người khác, biết lo lắng cho người khác thì trả lại cho mình cái quả là người ta quan tâm cho mình. Giống như mấy đứa nhỏ nhỏ ở ngoài bảo tháp đông lắm, giờ 30+ nhỏ nhỏ mà. Từ đứa nhỏ nhất bây giờ nó cũng lớn nhất, nó cũng 80+ nuôi mấy năm lớn lên vậy đó.
Như xưa mà quan á, em Nguyễn Thịnh á, giờ như đặt đặt là tâm năng á, giờ nó lớn khoảng gần 70 kg, bự lắm rồi. Còn nhiều đứa nhỏ nó không biết đọc chữ đâu, thì nhờ cái cô đó cũng có trình độ một chút, cô dạy mấy đứa nó học. Mấy bữa Tết nó viết mấy câu mà thấy chữ quăng quăng quèo quèo nó gửi cho mình. Ví dụ như là con chúc thầy những đức vui vẻ, viết được mấy câu quăng quèo quèo rồi. A Di Đà Phật, con chúc thầy ngày mới an lạc. Rồi con chúc thầy vui vẻ, A Di Đà Phật. Rồi con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con chúc thầy mạnh khỏe để phục vụ Tam Bảo. Thì con chúc thầy bữa tối mà nó là buổi tối, ví dụ bữa tối an lạc. Rồi A Di Đà Phật, con chúc thầy an lạc. A Di Đà Phật, con chúc thầy ngày mới an lạc. Rồi con kính chúc thầy an khang thịnh vượng. Con chúc thầy năm mới mù quáng. Chúc gì ngộ đi ghê. A Di Đà Phật, con chúc thầy tâm an lạc. Rồi bên đây để là chúng con xin thành kính tri ân thầy những đức, chúc thầy thân khỏe tâm an, chúng con sẽ luôn ghi nhớ lời thầy dạy. Bảo Tháp Đại Tùng Lâm, ngày 28 tháng 12 2023. Thí dụ như những đức ở bên đó thời khóa tu mấy đứa nhỏ ít lắm, nhưng mà trước khi tu là có một đoạn ngắn như đức nói chuyện, nghe cả năm nghe hoài có nhiêu đó thôi, thêm gì nữa chứ. Nên mấy đứa nhỏ đó, những đức mà nuôi lớn lên sau này nó cũng là những đứa nuôi người già hết rồi. Giống như kèm nó là một cái người trơn chắc thật thà nhiệt tình, giống như đại ngu mà sanh trí quý vị, chỉ đưa một câu vật hiệu vô thôi à, còn nó không biết thêm văn tự gì chứ. Đa phần là viết chữ còn viết dư rành, có làm gì có cái chuyện thích đọc sách, nên nó không biết nhiều, nó chỉ biết đọc chữ, viết chữ vài chữ rồi niệm Phật. Rồi qua Tết này cái cô dạy học cô 11 cô về, thì Nhân Đức nói mấy đứa nhỏ rằng thôi các con cứ niệm Phật, biết viết chữ, biết đọc chữ là được rồi. Thật sự quý vị biết cái sự nghiệp của con người lớn nhất quý vị là cái sự nghiệp mà chúng ta tiếp nhận được giáo pháp của Phật Đà. Đây mới là sự nghiệp lớn. Bây giờ quý vị nghĩ như bản thân của Nhân Đức nè, nhiều người có trình độ cao đi chăng nữa họ cũng chưa chắc làm được bằng Nhân Đức đâu. Thí dụ như giờ cuộc đời của Hòa Thượng mình, nếu như Ngài mà không đi tu mà Ngài có gia đình, dù Ngài có là giám đốc của một tập đoàn lớn đi chăng nữa, Ngài cũng đâu có thành tựu sự nghiệp như Ngài tiếp nhận Phật Pháp. Có khi cũng khổ vì con, nặng nề vì con cái, đúng không? Nên cái việc mà tiếp nhận giáo dục của Phật Đà đó là một cái góc độ rất sáng suốt. Nhưng Đức nói rằng một con người mà không được tiếp nhận giáo dục Phật Pháp á, một đời đi qua vô nghĩa lắm quý vị. Trong cái giáo pháp của Phật hay lắm, sẽ giải tỏa chúng ta rất nhiều thứ mà chúng ta đang bị phức mắc và phiền não, cỡ mở chúng ta rất nhiều thứ mà trong cõi lòng chúng ta bị buộc thắt. Phật Pháp là viên thuốc giải hay dữ lắm. Nên bản thân những đứa học Phật viết rồi quý vị biết, việc gì những đức giải quyết, những đức gầy, những đức sắp xếp cái gì chút xíu là xong, là những đức về tới phòng, những đức ngồi nói xong chuyện rồi, để trong tâm làm chi,
rồi niệm một câu A với Đà Phật, bỏ qua một bên. Đúng không? Quý vị cũng học vậy đó. Trong cái lúc vị đang giải quyết một việc gì thì có người nó phải cần theo cái hình ảnh đó mà giải quyết. Có những lúc vui, có những lúc cũng bực bội. Nhưng mà đã giải quyết xong rồi thì chúng ta nên nói với mình xong rồi, để trong tâm làm chi? A Di Đà Phật, vô xuống. Nếu như một con người mà quý vị vậy thì bị học đạo nó vui sướng gì đâu á. Đạo pháp nó quá hay rồi. Quý vị thấy rằng á, như bản thân những đức bây giờ học đạo rất là vui, vì sao? Vì nó sanh pháp lạc cả từng sát na. Khi ngồi chỗ nào gặp ai bất chợt đều có một bài pháp. Pháp sanh bất chợt tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi tới nhiều làm gì. Nhưng từ bên kia qua đây nói chuyện cũng đâu cần suy nghĩ gì đâu. Thì qua đây thì nói chuyện với vị thôi. Giờ Tết nhất mình về chùa, nó cũng có tu tập, có nụ cười, có niềm vui, có tiếp nhận giáo dục, có ăn uống đàng hoàng. Cái này có mấy chỗ mà được gì? Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, nếu như bây giờ mà chúng ta đi đến một cái nơi khu du lịch mà người ta cho mình một khu nhà ở sang trọng, quý vị có thể hưởng thụ đầy đủ cuộc sống vui vẻ trong đó, nhưng mà chưa chắc quý vị có được có những lúc mà lắng động tâm lại để suy ngẫm cuộc đời. Thật sự mà nói, con người mà quý vị biết rằng nếu không có những giây phút mà lắng động tâm để suy ngẫm cuộc đời thì quý vị sẽ rất dễ lao theo những dòng xoáy trong cuộc đời, cũng như một con thiêu thân mà nhủi đầu vào lửa cho đó là ánh sáng đẹp. Hãy nhớ kỹ những điều này, để mỗi người chúng ta có khi ngồi suy ngẫm rằng là bao nhiêu đời đã đi qua, chúng ta đã coi bao nhiêu lịch sử, bao nhiêu con người đã đi qua, bao nhiêu ông vua, bao nhiêu người làm tướng. Rồi cuối cùng lịch sử từ từ cũng là vùi lấp tất cả tên tuổi đó lại thôi. Cũng mấy người học theo những điều đó nhiều đâu. Nên từ nơi đó chúng ta nói một đời sẽ đi qua thôi nha quý vị à. Nên cái câu mà những đức thường đọc rất là hay: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Bây giờ mình tiếp nhận Phật pháp là mình sống ý nghĩa nhất đó quý vị à. Nên những đức nói rằng cái người mà thật sự hiểu biết về phục vụ chúng sanh thì không bao giờ cảm thấy mỏi mệt. Tại vì rất là vui vì bản thân mình đã làm được việc cho mọi người. Đây là những việc mà mang cái thân giả tạm để tạo ra một cái thật sự tốt đẹp. Mà tại sao mình không làm? Chúng ta chỉ cần nhìn bao nhiêu bà già thôi, chúng ta cũng nhìn ra được nếu một ngày nào chúng ta già như các cụ. Hồi nãy bên kia nhà Đức đi qua gặp một bà cụ, bà đứng ở chăn lan can, bà cụ đó bà quên nhiều lắm rồi. Bà cụ bên cái nhóm cô Trân á, bà quên nhiều dữ lắm rồi. Những Đức để ý, tôi thấy bà đứng ngay cái lan can, mà sao bà kêu cái chú đó, bồng con. Bà kêu, những Đức ghé ngay, Đức nói, bà kêu ai? Bà cụ, bà nói con trai con. Những Đức kêu chú đó, Đức nói, chú là con trai bà cụ hả? Dạ con là con trai bà. Những Đức hỏi bà, nhị người con trai này thứ mấy? Là thứ hai. Những Đức hỏi đúng không? Chú là đúng. Thì những đứa hỏi là bà nói gì với con trai bà cụ? Bà nói, con nói với nó xong ở chùa này đi mà lỡ chùa kia ở làm chi vậy? Mà chắc người con trai đó là tu môn khác, cũng cư sĩ biết tu nhưng mà chắc tu môn khác chứ không phải chuyên niệm Phật. Nên từ nơi đó mà những đứa nói, thôi bà tùy duyên đi, bà lo bà niệm Phật đi. Quên nhiều rồi, nhưng mà đối với con cái thì cái trí ức nghĩ về con cái nó sâu đậm quá. Quý vị biết rằng nhà Đức nuôi nhiều người già, nhà Đức nhìn nhận thấy rõ ràng. Có nhiều người già quý vị à, tuy quên nhưng mà đối với con là không có quên quý vị à. Đối với con là không có quên. Như bữa đó mà con trai với con dâu và cụ Châu vô đây thăm bà, bà mừng dữ lắm. Mừng tung tăng, rất là mừng. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là chúng ta sanh ra một đứa con, cái đặt cái tình thương vào đứa con nó sâu dày quá.
Dù con có làm điều gì cho mình buồn lòng cỡ nào, nhưng chỉ con cần con đến thăm mình, nói một hai lời chúng ta có thể chấp nhận tha thứ hết. Đối với người khác chúng ta khó tha thứ, nhưng đối với con cái chúng ta làm hùm làm hổ, nhưng chúng ta rất dễ tha thứ cho con của mình. Nên cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu quý vị. Dù có một cái nghịch cảnh nghịch duyên gì trong cuộc đời bỏ con, chắc chắn có nghịch cảnh nghịch duyên gì. Người xưa nói rằng con có thể bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không thể nào bỏ con. Quý vị biết rằng là tất cả những cái tốt đẹp nhất, dù nghèo nhưng cha mẹ vẫn để cho mình. Chính bản thân của những đức thấy rõ ràng, nhớ là lúc còn nhỏ nhà rất là nghèo, mỗi lần mà kho quẹt cái gì là một cái con cá là không bao giờ bà mẹ mình phải dám ăn, bà chỉ quẹt xung quanh của cái chảo, không bao giờ bà dám ăn một miếng cá nào luôn. Khi đi đám giỗ đi đâu là kiếm cái bánh ú bỏ trong túi đem về cho con. Nên đối với cha mẹ dù nghèo tiền nghèo bạc, nhưng thật sự không có nghèo cái tình thương dành cho con cái đâu quý vị à. Nên Đức Phật nói rằng là vì sao hiếu với cha mẹ mà đại phước báo. Cái đại phước báo là ngay cái tình thương của cha mẹ dành cho mình lớn quá, nên mình trả lại nên mình sanh cái đại phước báo. Giống như mà cái tình thương của Phật dành cho mình vô bờ vô bến, mình dành cho Phật bằng cái tình thương đó nên mình sanh đại trí tuệ. Chính bản thân Nhận Đức á, khi gặp được pháp môn Tịnh Độ này, Nhận Đức cảm giác sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Nhận Đức lại cực lực hết mình để đề xướng Tịnh Độ. Bản thân Nhận Đức ban đầu chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng bản thân mình có thể đem Tịnh Độ mở rộng ra đến mức như vậy. Càng mở rộng thì những đức, bản thân những đức cảm thấy càng tự tin. Và bản thân những đức đi đến cái đà mà bản thân những đức đem Tịnh Độ mở rộng, càng mở rộng. Nên cuộc đời của người trong cuộc đời này quý vị à, chúng ta đừng vội vàng sợ hãi khi một bước chân bước đến. Hãy mạnh dạn, nếu có cơ hội hãy bước đến một bước đi. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy tự tin khi bước đến bước thứ hai. Cuộc đời con người thường bị thất bại là do chúng ta không dám bước bước chân nhìn nhận sâu sắc. Nên mãi mãi chúng ta cứ luôn luôn dậm chân một chỗ mà khổ đau cả đời. Nhưng Đức nói rằng tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời này đều có một liều thuốc giải để hóa giải hết. Quý vị hãy đi tìm hiểu đi, mà trong Phật Pháp là viên thuốc giải đặc biệt nhất để hóa giải khổ đau cho nhân sinh đó. 100% quý vị luôn, một con người thiệt là nghèo sẽ có viên thuốc giải hóa giải cái nghèo. Một con người tật nguyền sẽ có viên thuốc giải để hóa giải tật nguyền. Một con người mù đuôi sẽ có viên thuốc giải trí tuệ để hóa giải cái cặp mắt mà không thấy đường kia mà sanh ra cái trí thấy đường. Nên nhiều cho người chúng ta cũng có cặp mắt, nhưng mà thật sự đoạn đường thì chúng ta đi chúng ta thấy, nhưng mà đường đạo về đạo đức thì chúng ta lại không thấy. Thì thật sự mà nói chúng ta chỉ có cặp mắt bình thường để nhìn đường đi thôi. Chúng ta không có cặp mắt trí tuệ để soi xét được định luật nhân quả, thì cảm thấy uổng cho một đời người khi đến cõi này. Nên cái huệ mạng do Phật Pháp mà được nuôi đó là một cái hạnh phúc nhất và cảm ơn nhất người đã nuôi huệ mạng cho mình. Những đức nói với quý vị, khi đi đến chùa mà không được nghe giáo dục, không được dạy một cách tu, thì quý vị đi đến chùa cũng như quý vị đi du lịch vậy, đi long nhông chơi để kết duyên chơi thôi à. Không biết chừng đời nào mà chúng ta tiếp nhận được cái pháp giải thoát. Nên một ngôi chùa mà xây lên mà có giáo dục, dạy người ta tu, giải quyết nhiều vấn đề của nội tâm khổ đau người ta, thì quý vị biết xây một ngôi chùa công đức nó lớn cỡ nào chứ? Không tưởng tượng được, quá lớn. Cái công đức là nó nuôi tự tánh người ta để làm Phật đó, đó là công đức đó. Nên nó ví dụ như những ngôi chùa, người ta cũng biết phương pháp của Phật dạy bố thí nhiếp,
người ta cho ăn, tập trung người ta rất đông, nhưng mà lại không có một cái pháp gì để dạy người ta. Quý vị biết rằng con người làm sao mới thể trở thành một con người mà không bao giờ hận thù người khác và hóa giải sự buồn phiền? Chỉ có nghe pháp mới làm được điều này. Chỉ có nghe pháp mới làm được. Nếu như mà một con người vì cho họ ăn có nhiều cỡ nào, họ vẫn phản bội vì. Nên tư tưởng là cái cực kỳ quan trọng để tạo ra một con người có một cái tâm trung nghĩa, một cái tâm trung nghĩa, một cái tâm trung thị, là từ dạy mà ra, chứ không phải vật chất cho nhiều mà họ chung với vị đâu. Vì con người mà có vật chất nhiều mà không được giáo dục dạy về định luật nhân quả thì con người này sẽ không bao giờ biết đủ. Họ càng tăng thêm lòng tham và họ muốn đi đến cái việc chiếm hữu tất cả. Có những đứa con làm thái tử, tương lai sẽ làm vua, nhưng mà nó muốn làm vua liền, xoán ngôi cha, giết cha để bước lên làm vua. Lòng tham con người không có chỗ chứa, nên Phật mới dùng cái giáo pháp để dạy con người ta biết đủ thường vui, biết dừng lại thì sẽ có kết quả. Đây là cái rất là quan trọng. Mà trong dịp Tết thì mình rất là vui, nhưng mà mình có những lúc cũng phải ngồi lại với nhau, để những người đi vô chùa này ở trong đây ăn Tết, quý vị cũng được hướng dẫn Phật pháp một chút. Vì chính bản thân nhà Đức học Phật được vui vẻ, tại sao nhà Đức không chân thật đem Phật pháp để hướng dẫn quý vị? Phật pháp chánh tông sâu sắc nhất là gì? Quý vị hãy tự sáng tạo từ tâm quý vị mà sanh ra Phật pháp. Phật pháp không phải cầm tay mà liễu ngộ được đâu, mà từ cái sự nghe và hành trì. Hành trì được bao nhiêu thì lợi ích bao nhiêu. Từ cái tâm chân thật hành trì nó sanh ra sự giác ngộ. Cái giác ngộ, giác là sự sáng suốt hiểu biết. Nên từ nơi đó chúng ta sáng suốt hiểu biết được cái cuộc đời nhân sinh, cái nhân quả của con người đến với con người, thì chúng ta đỡ tối đa về cái việc buồn trách con người. Tại sao đến với tôi như vậy? Chúng ta không muốn dùng câu tại sao nữa. Tại vì sao? Vì định luật nhân quả nó đều có nhân, có quả, có nhân, có duyên, và có thuận và có nghịch. Trong cuộc đời này giữa con người đến với con người cũng như bàn tay vậy đó, có ngón dài ngón ngắn, theo cái nhân duyên của mỗi một con người mà đến với nhau. Nên từ nơi đó mình học đạo, càng học càng không có buồn phiền người, là vì mình hiểu được định luật nhân quả quý vị à. Nên phải cực kỳ sâu sắc và nhận thức được cái việc mà mình mỗi ngày làm để bản thân mình phát tâm. Phát tâm bằng một cách rất hiểu biết, nó không có than van những chuyện cực khổ gì cả. Phục vụ người ta là cảm thấy rất là mừng, giúp cho người ta tu là cảm thấy mừng. Nhưng bản thân mình muốn giúp người ta được lâu dài thì bản thân mình phải dưỡng được cái huệ mạng của chính mình. Vì mình không vui, lấy gì chia cho người ta vui? Bây giờ quý vị coi, nếu như bây giờ mà những đứa không có tiền bạc gì hết trơn mà mua nước rồi làm đồ ăn, quý vị về đây bị học đạo tu tập ở đây bị vui nổi đâu. Bây giờ mỗi ngày tu nghe pháp xong xuống đói meo, 6 ngày ở chùa sụt hết 2 kg. Họ về họ đồn sùm: bà ơi, cái ngôi chùa đó bà đừng có đến, tôi ăn Tết năm nay bà nhìn cái mặt tôi nè, nó héo queo, đói muốn chết mồ luôn, mấy ngày nay không có cơm nước gì ăn hết trơn á, đi tu xuống mệt còn hơn cái gì mà nước đá cũng có mà cho uống nữa, có miếng cháo mà dành nhau mà húp xô ruột muốn chết. Mấy ngày nay tôi đi tu ốm nhơm ốm nhách, bà coi tôi nè, nhìn đi, cái Tết hôm nay là tôi từ trong chùa đó mà ra đó, thôi tôi tận tới già đừng có mong mà tôi đi đến cái chùa đó nữa. Cái chùa vậy đâu mà nó nghèo sơ nghèo xác, mới vô Tết năm nay thật sự không có tiền bao nhiêu, có 500-700 ngàn bỏ trong túi thì vô chùa, nghĩ rằng trong chùa ăn Tết cũng không có tốn tiền bạc gì đâu. Vậy mà vô chổng thầy ông than thở, cuối cùng cúng ông hết 600 ngàn, còn có 100 ngàn đi xe gì mà còn sụt hết 2 kg nữa. Tôi nói thiệt tình mà nói, tôi thấy tôi lỗ nặng năm nay, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ai mà dám vô chùa không quý vị coi, thấy không? Bây giờ những người mà ở trong chùa ở đây ăn Tết mà mấy ngày nay, nhưng Đức thấy quý vị mấy ngày thôi mà chắc lên cũng mấy trăm gram rồi đó. Mà đa vòng quý vị lên ký là quý vị biết lên chỗ nào không? Hả? Lên đâu?
Lên ký ở đâu? Giờ suy nghĩ con lên ký chỗ nào? À, lên cái bụng, lên ngay cái mặt á. Con người khi cái mặt đầy đặn á, mà nhìn thấy như lên ký vậy đó, là mấy trạng thái để làm cho gương mặt của mình như lên ký. Điều thứ nhất là giảm tối đa về cái lo âu để căng thẳng thần kinh. Điều thứ hai là chúng ta có tích tụ nguồn năng lượng nên cặp mắt của mình nó rất là dịu. Còn điều thứ ba là quý vị thường nhớ Phật, niệm Phật, cái mặt nó tự nhiên đẹp. Thấy không? Còn ở nhà ăn Tết thì lo việc này lo việc kia nên nó căng thẳng. Còn ngủ nhiều quá mà không tu thì mắt bụp. Nhìn mặt cũng no nhưng no theo cái kiểu cách của bệnh hoạn. Hiểu không? Quý vị coi bây giờ nếu ở trong chùa mà nếu không tu hành thì cũng ăn mập mạp đó, mà mập cái kiểu kỳ cục lắm. Nếu mà không tu mà ngủ nhiều, không hướng dẫn người ta để tiêu cơm, tiêu cháo, thì cái cách mập của nó thì quý vị dễ biết lắm. Quý vị hãy cảm nhận đi. Quý vị nuôi con heo ở nhà, quý vị sẽ biết liền cái gì đâu. Sẽ biết liền à. Nó không có công phu tu hành gì cả. Tới giờ cứ đem kêu ra ộp. Rồi nó cứ ăn bập, nó ăn xong đi ngủ. Quý vị thấy không, hai bên này nọng cục, nồng nọc. Thấy chưa, đi phục phịch, thấy đâu. Mập kiểu đó không phải là hảo tướng, mà mập cái kiểu đó là sắp sửa đem vô lò để quay. Hiểu chưa? Đó, quý vị thấy có nhiều người ngoài đời ta mập rất kỳ cục quý vị à. Quý vị biết cái tạ người Nhận Đức mà 76kg. Quý vị nhìn Nhận Đức cũng không đến nỗi mập quá. Hiểu không? Đó, nó nghĩa là khi mình niệm Phật, mình tu, mình vui vẻ đó, thì cái trạng thái mập của mình nó điều tiết thịt thà đi đến những chỗ cần thiết phải điều tiết. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà quý vị thấy viết rồi, quý vị ở trong chùa chừng 5-7 ngày thôi là tự nhiên cái sắc diện quý vị nó đẹp vô biên. Thêm cái nữa là quý vị vô chùa được massage mặt thường xuyên. Hiểu không? Có cô nào vô đây được massage mặt chưa? Có không? Vậy là được rồi, ngon quá. Đi tu mà còn được massage mặt nữa là quá đặc biệt rồi. Có nhiều người ta không hiểu, tưởng đâu ông thầy massage mặt cho mấy cô. Xin thưa với quý vị, nếu mà bỏ công ra điều đó thì đúng là quá dại khờ. Muốn massage mặt cho người khác bằng một cách không cực khổ gì, cũng không cần dùng tay chân gì hết, không cần dùng sức, chỉ cần dùng cái lời dạy của Phật để dạy người ta cừ, đó là cách massage hay nhất. Các vị thấy bị cừ chưa? Nó massage nè. Xin thưa quý vị, nghe một nụ cười quý vị thôi, quý vị sẽ có thể massage toàn thân. Tại vì quý vị biết rằng á, bước một cộng lông trong cơ thể động toàn thân cơ thể, không chi là mắt mũi miệng tâm ý đang hướng đến một cái vui vẻ, nó làm cho tất cả tế bào quý vị được nuôi bằng cái hóa chất đặc biệt của Phật pháp, đó là pháp vị. Tại sao mà ung thư mà ta vui vẻ mà hết bệnh? Vì ung thư là do buồn phiền săn hẳn mà một số tế bào nó bị hư hoại, nó gọi là ung thư. Nhưng mà bây giờ chúng ta tái tạo những tế bào đó tốt lại bằng cách là vui vẻ, đừng lo âu, đừng buồn phiền. Phương pháp trị bệnh cho người ta bằng một phương pháp trị bệnh tự nhiên, bằng tâm học, tâm lý học, bằng cái tâm an lạc vui vẻ, thì quý vị biết rằng nó sẽ giúp cho tất cả những tế bào xấu quý vị sẽ hoàn chỉnh lại, hoàn chỉnh từ từ. Quý vị biết khi ngày xưa Nhận Đức mới đi tu, vì nhìn Nhận Đức nó đẹp trai cỡ nào, nó đẹp không tưởng tượng được. Mỗi lần mà con gái gặp là té xỉu rầm rầm. Hiểu không? Có mấy lần nhờ bạn Tài ở dưới quê, mỗi lần về nhờ bạn Tài kiếm mấy cô đi chơi chung Tết, thì thấy bạn Tài cũng đẹp trai, chắc bạn của bạn Tài cũng được, cuối cùng dẫn đến nhỏ té cái rầm. Cuối cùng thì
Bạn bè kêu nhờ đưa bạn đó về, chắc bạn đó bị yếu. Đưa về tới nhà nó vừa mở mắt cái nhìn mình nó xỉu thêm cái nữa. Mình nói vậy là mình biết rồi, biết cái số phận xấu xí của mình. Cuối cùng chạy chiếc xe đạp mình đi chơi. Quá xấu, quá xa là xấu. Xấu vô cùng, thấy chưa? À, bây giờ quý vị thấy, bây giờ nhìn mà thấy còn coi cũng tạm được chứ. Đúng không quý vị? Đó. Nhờ mỗi ngày mới xa mặt đó quý vị ô. Lúc trước mà đi đâu cũng vậy đó, mình không có muốn vậy đâu mà cái miệng nó cứ gì nữa quý vị. Vì coi, nó cứ đưa cái mỏ ra. Vậy đó. Nhưng mà từ từ mà niệm Phật rồi từ từ nó mới sa mặt, từ từ cái thịt nó nổi lên quý vị. Nó đỡ cái mỏ nhọn lại. Chứ gài đào cũng niệm Phật quý vị, nhặn bớt. Thấy không? Có cái bà đó mới nói thấy lỗ mũi thầy cũng cao ghê luôn, cái xấu đó mà xấu. Nhưng Đức nói nhờ tôi niệm Phật tôi kéo ra. Nên cái người niệm Phật quý vị, chỗ nào nó cần phát triển thì nó phát triển tốt, hiểu không? Đó, chỉ cần vì cười cho nhiều. Nên ở đây mấy ngày ăn Tết tới về chồng nó mê chết mồ luôn. Nên nó đẹp quý vị ơi. Nó đẹp quý vị à. Hiểu không? Đó, thấy không, chỉ nói chuyện thôi mà đã là vui rồi, thấy chưa? Nhưng quý vị thấy cái cách nói chuyện những Đức không? Nó trầm xong rồi nó sẽ vui. Mà nó vui xong rồi nó trầm. Thì để ý cái cách giảng đi. Cái cách giảng đó không phải là mình tính toán được. Mà là nó đi theo cái trạng thái tự nhiên quý vị. Cái trạng thái tự nhiên là quý vị đang cần như thế nào. Thì những Đức đi vào trạng thái đó của quý vị. Đó. À. Thấy không? Có khi những Đức chia sẻ bọc pháp một chút, những Đức nhìn cặp mắt quý vị. Hãy nhìn vào mắt tôi đi. Nhìn xuống. Thì thấy cặp mắt quý vị gì nè. Những Đức biết rồi. Nói cặp mắt này nó đang đòi hỏi cái gì nè. Nó đang đòi hỏi cho nó niềm vui quý vị. Là phải chọc nó cười lên để nó tươi tắn cặp mắt lên. Thấy không? Chứ bây giờ cặp mắt mình mà nghe pháp một chút mà. Nghe. Quý vị vào đó giờ có bao giờ ngồi gần ai ngủ gục chưa? Có không? Vị thấy nghe thà ngủ, thà nằm ngủ thì vị thấy người này ngủ dễ thương lắm. Không, mình cũng đã từng thấy người cô gái ngủ rồi. Nên mình thấy có khi ngủ cũng dễ thương lắm quý vị. Mới ngủ dễ thương lắm. Mà ngủ nửa đêm thì không có dễ thương. Vì sao? Ngủ mê quá nên chạy nước miếng tùm lum hết, dễ thương chứ gì. Mới ngủ cũng dễ thương lắm quý vị. Đó là được ngủ, buồn ngủ và được ngủ. Giống như đói bụng mà được ăn thì hấp dẫn lắm đúng không? Nhưng lỡ dở cái chuyện buồn ngủ mà không được ngủ. Đó, ngồi kế bên quý vị thấy à, đi. Đẹp cái nào cũng thấy ghê lắm quý vị ơi. Cái kiểu ngồi kế bên mà nó muốn ngủ mà nó không cho nó ngủ á. Mà nó trong lòng nó gán lên. Có nhiều bà gì nè. Ở nhướng quý vị. Còn nhiều bà mới ngồi với bà làm nè. Bà nhướng đến mức mà. Đó. Thì lúc đó mình nhìn vào cặp mắt của người ta. Mình mới nhìn nhận, mình biết người ta đang cần cái gì. Thì lúc đó mình kiếm một câu chuyện gì vui vui để làm cho mấy bà bên cạnh mới vỗ tay lên để cho cái bà kia tỉnh. Đó. Thấy không? Đó cũng là một phương pháp nghệ thuật chia sẻ Phật pháp đó quý vị. Đó, sống động không phải giỡn đâu nghe. Nên ngồi thấy hấp dẫn lắm.
Nó đơn giản nghe nói chuyện thôi mà thấy hấp dẫn. Hết chuyện này tới chuyện kia, nhiều chuyện vô cùng. Hết chuyện này tới chuyện nọ luôn. Thấy nhiều đứa kể chuyện tối ngày luôn mà. Thấy không, kể chuyện tối ngày. Nó như cái bữa 20-30 vậy đó, đi mua hoa. Tính ghé ngang tiệm hoa mua. Thấy bán ế quá định ghé mua số chậu hoa cho nó. Vừa ghé vô bấm cửa một cái, nó gặp mình cái này. Thứ gì đâu, bán ế muốn chết mà còn gặp thầy chùa. Quý vị coi, bây giờ định mua đồ mà tự nhiên nó gặp mình, nó nói thứ gì đâu. Nghe nó rõ ràng, nó thứ gì đâu. Nói thêm câu, bán ế muốn chết mà còn gặp thầy chùa. Quý vị thấy chưa, quý vị là người có duyên với Phật, với chùa, nên quý vị mới thấy thầy chùa bị kết. Chứ người ta không có duyên với Phật, không có duyên với chùa, thì người ta thấy thầy chùa, người ta cho là xui xẻo. Thấy không? Nên từ nơi đó, nói thôi vậy thì xui xẻo quá, mua làm gì? Thôi đóng cửa xe thôi đi về. Thấy không? Chứ ghé mua làm chi nữa. Kêu mấy chú ra, chạy ra mua. Nói thôi mình đi vô, thấy à, cái tướng này trong chùa ngon hơn đi ra ngoài. À, thấy chưa? Nên ở trong chùa không là khôn dữ lắm, khỏe dữ lắm. Đừng có đi ra ngoài long nhong chi, nó mệt dữ lắm. À, thôi chúc quý vị năm mới an lạc, vui vẻ vậy ơi. Đời này quyết định giáng sanh quý vị ư. Cười lên quý vị ơi. Bây giờ ai mà ngồi trong đây mà không cười được cũng cười lên coi. Cười đại đi có sao đâu. Thấy chưa? Lên lên. Thấy không? Cười đồ cho nó ngon lành. Không mà khi bị cười mặt đẹp lắm nghe. Nó bị cười tiếng thiệt lớn lên thử coi. Cười mà cười thử. Nên từ đó đó. Đây là cái cơ hội đó quý vị ơi. Chứ quý vị ngoài đời mà cười vậy bả nói mình khùng á. Nên vô đây có cơ hội cười, Trần Đức cho phép cười thoải mái. Cười cái được coi. Hiểu không? Nó tan biến tất cả cái buồn phiền hết quý vị. Chúc quý vị an lạc vậy ơi. Gỡ niềm vui này đến tất cả những người phương xa nghe. Ai cũng vui vẻ nghe. Ngồi ở đâu trong phòng đưa tay lên luôn nghe. Cái kiểu ngồi trong phòng mình mà đưa tay gì quá cần lắm quý vị. Không? Tại vì đang coi thấy làm gì làm theo. Không? Đưa tay lên. Tất cả những cái buồn phiền 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Đúng rồi. Buồn phiền bỏ qua nghe. A-di-đà-phật. Ôi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.